Âm thanh chạy nè. Bắt đầu. Chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bài học thứ hai, là bài mà em Yến sẽ thực hành với cái việc livestream với cái sản phẩm em Yến thích, đó là cá ngừ kho, một sản phẩm rất là độc đáo. Sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe, cùng quan sát cách để em Yến sẽ bán cái sản phẩm này trên livestream. Rồi bây giờ em Yến livestream nhé. Em sẽ livestream thật luôn, lên các cái mạng xã hội thật luôn. Và em tập nói đi ha. Rồi anh sau đó anh sẽ cho em cái lời nhận xét, những cái điểm mà em rất là tuyệt vời và những cái điểm em cần điều chỉnh nhé. Ok, mời em. Rồi, bấm lên. Yeah.